Nó mới dễ, nó bao lâu mới dễ. Con hút lẹ hơn á.
xấu thì cái này đổi. Không có, thường đi cắt tóc ra tiệm cắt tóc cho cắt tóc rồi cho nó. Rồi. Anh ra bờ đánh mốt như là khô cá này đúng hả? Có tương lai đây mình ơi, mở nhàn đây mình ơi. Làm được 3 người ta đại tâm mặt. Không, tao mình đổi em luôn hả? Ừ. Hả? Ê Phi, mày có đưa cho sợ thế không vậy? Chị làm mà không có nhà đại tâm đi làm phim ba chứ có nhà đại tâm. Mình đổi, tao muốn mà. Ở rẻ rẻ gì rẻ. Mở ra cho sao nãy dẫn cho xin. Nghe không? Sao đùng đùng luôn, nó mới ngon. Bơm lên cái bơ bự nè Bơm ơi. Anh chén của người ta sao? Tôm dưới cái kênh. Không. Nghĩ ra chung chơi vui, pha mang đi tại.